Vâng, thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình Nông thôn chuyển động ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện thú vị mà chúng tôi muốn mang đến trong phần tiêu điểm. Và tôi xin được giới thiệu vị khách mời quen thuộc của chương trình Nông thôn chuyển động, đó chính là nhà báo chuyên gia nông nghiệp Trịnh Bá Ninh. Trước khi mà bắt đầu phần tiêu điểm ngày hôm nay thì Việt Cường xin mời nhà báo Trịnh Bá Ninh hãy thưởng thức một tách cà phê do ekip những người thực hiện chương trình đã chuẩn bị sẵn ạ. Vâng. Xin mời nhà báo ạ. Vâng, cảm ơn anh. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha. Nhà báo thấy như thế nào ạ? Thế tư tỉnh hơn, sảng khoái hơn không ạ? Hương vị rất là ngon. Vâng ạ, đây cũng xin được chia sẻ thêm, đây là cái hương vị cà phê Arabica do ekip của những người thiện chương trình Nông thôn chuyển động mang về sau một chuyến công tác. Nếu như mà nhìn cà phê và được uống cà phê trong buổi sáng ngày hôm nay thì nhà báo sẽ liên tưởng đến câu chuyện gì, chúng ta sẽ cùng trao đổi ạ? Thực ra nếu mà được uống cà phê thì bao giờ nghĩ ngay đến việc là chất lượng cà phê thế nào, cà phê đó nó sản xuất ở vùng nào. Thông thường bao giờ cái phản xạ đầu tiên chất lượng nó thế nào. Dạ vâng ạ, nhưng mà ngày hôm nay cá nhân tôi cũng rất thích hương vị cà phê tự nhiên này. Và chủ đề của tiêu điểm ngày hôm nay cũng chính là câu chuyện về cây cà phê của Việt Nam. Nó mang một tầm vĩ mô hơn. Cà phê Việt Nam được trồng trên vùng cao nguyên, núi cao, có khí hậu đất đai phù hợp. Điều kiện này tạo cho cà phê Việt Nam có một cái hương vị riêng, đặc biệt mà các quốc gia khác không có được. Tuy nhiên, ngoài việc xây dựng thương hiệu nè, tạo lập thị trường, thì câu chuyện về chế biến cà phê bằng phương pháp nào là hiệu quả và giảm thiểu ô nhiễm môi trường là một vấn đề làm đau đầu các ngành chức năng, nhà sản xuất tại các vùng cà phê trong cả nước. Tại thủ phủ trồng cà phê của Tây Nguyên, thời gian gần đây thì những người trồng cà phê tại huyện Đắk Rờ Lấp của tỉnh Đắk Nông đã áp dụng phương pháp chế biến ướt trong sản xuất cà phê. Phương pháp này được đánh giá là giúp cho người dân tiết kiệm được thời gian, công sức, lại khắc phục được cái tình trạng thời tiết xấu làm ảnh hưởng đến chất lượng của hạt cà phê. Tuy nhiên, nếu áp dụng phương pháp này thì vấn đề ô nhiễm môi trường cũng cần được cân nhắc như thế nào? Và bây giờ thì đây sẽ là nội dung mà chúng ta sẽ trao đổi với nhà báo Trịnh Bá Ninh. Và trước khi đến với những nội dung chính cũng như là những câu hỏi thiết thực hơn thì tôi mời nhà báo Trịnh Bá Ninh cũng như là quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Không khói bụi, ô nhiễm, giảm thời gian phơi sấy, giá cao hơn từ 4.000 đến 6.000 đồng một kg. Là những hiệu quả anh Vũ Quang Thượng nhận thấy khi sử dụng phương pháp chế biến ướt cho 4 hectare cà phê của gia đình. Tuy nhiên, để có thể thực hiện phương pháp này, cà phê cần phải được thu hoạch khi quả chín trên 85%. Như vậy, nhân cà phê sẽ đạt chất lượng và giá bán cũng cao hơn. Trước mình làm thô thì chất lượng cà phê chất định thì không bằng cà phê sạch này rồi. Giờ cái này nó mình làm cà phê sạch thì nó thải ra những cái trái sâu, rồi những cái trái kém chất lượng, trái xanh là nó sạch thải ra ngoài. Còn những cái trái mà chín là bắt đầu nó xay thải, nó đẩy ra là sạch, cà phê sạch là toàn hoàn toàn là sạch 100%. Hai năm nay, ông Nguyễn Trọng Việt ở xã Quảng Tín cũng chế biến ướt cà phê sau khi thu hoạch. Theo ông, phương pháp này dù qua nhiều công đoạn nhưng trời mưa gió cũng không gặp khó khăn. Cà phê sau khi chế biến nhân đều, không có hạt lép, nguồn nước thải sau khi chế biến có thể tận dụng để tưới cho vườn cây. Nói chung là cái đối với môi trường á thì nó thân thiện với môi trường, vì là cái cà phê sạch này á là chế biến qua là nước và lấy được 100% chín. Còn về cái hiệu quả của gia đình á thì thu nhập nói chung là cũng trên 6.000 trên một ký cà phê. Thì nói chung là gia đình, như chính gia đình tôi á, là tôi thấy hiệu quả. Thì một tấn là nó lên được 6 triệu đồng trên một tấn cà phê hiện giờ là cái cà phê sạch này. Huyện Đắk Rấp hiện có 19.000 hectare cà phê. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, các hợp tác xã, nông dân đã chú trọng thực hiện tốt khâu thu hoạch, bảo quản và chế biến. Nhiều diện tích cà phê sản xuất theo tiêu chuẩn 4C, liên kết với doanh nghiệp chế biến cà phê ướt. Tuy nhiên, hiện nay việc chế biến ướt mới chỉ dừng lại ở quy mô nông hộ. Vừa rồi cũng cấp phát cho bà con nhân dân trên địa bàn cái số lượng máy chế biến ướt cà phê là tương đối lớn. Và số hộ tham gia thì ngày càng đông. Tuy nhiên là nó là một cái sản phẩm mà khá tốt, đặc biệt là về cái vấn đề là chất lượng, nâng cao cái chất lượng cái sản phẩm cà phê sau khi mà chế biến ướt. Việc chế biến bảo quản cà phê sau thu hoạch có ý nghĩa quyết định giá trị sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng và khẳng định thương hiệu cà phê Đắk Nông. Vâng, thông qua những hình ảnh thì có 3 số liệu tôi cần phải điểm qua, đó chính là ở khu vực Tây Nguyên hiện nay chúng ta có 552.000 hecta cà phê và mỗi năm thì chúng ta cho ra là 1,2 triệu tấn. Thế nhưng mà với 1,2 triệu tấn cà phê này thì đa số đều được là chế biến ướt. Vậy thì thưa nhà báo Trịnh Bá Ninh, phải chăng để thành công trong cái việc là chế biến ướt cà phê thì những người trồng cà phê của chúng ta cần phải chuẩn bị những điều kiện gì ạ?
Trong cà phê thì nó có chế biến khô, chế biến ướt và nó có một cật phương pháp gọi chế biến bán ướt, cà phê chế biến mật ong đấy. Đấy. Thế thì để hình dung, dễ hình dung, chế biến khô thì nó phơi tự nhiên thôi. Đấy, vặt quả về và phơi tự nhiên. Nó sẽ mất một thời gian rất dài, khoảng chừng đôi khi có khoảng đến 2-3 ngày thì khô được. Là một hai nữa, cái diện tích sân phơi nó rất lớn. Một vườn cà phê thì anh phải mất bằng 3 sân phơi, phải gấp 3, đúng không? Đấy, cho nên là hiện nay là nó có cái nan giải của nó, vấn đề và quan trọng nhất là chế biến khô, chất lượng cà phê nó không ngon, chất lượng và chỉ để tiêu dùng trong nước, xuất khẩu thì khó khăn, đấy là chắc chắn rồi. Thế còn chế biến ướt thì lâu nay thì là rất nhiều cơ sở phát triển cái cà phê chế biến ướt. Chế biến ướt thì nó bảo đảm chất lượng tốt hơn, thời gian nhanh hơn, quá trình lên men của nó thì nó sẽ rất rất ngắn, bằng 1/3 thôi cái thời gian trong một cái chu kỳ của nó. Thế nhưng mà nó có một cái nhược điểm của chế biến ướt, đó là tốn rất nhiều nước, và nếu không xử lý được tốt, đầu tư một cái hệ thống xử lý nước thải thì nó gây ô nhiễm môi trường rất nặng. Ở ba cái phương pháp thì tôi thấy ở cái phương pháp chế biến ướt đó dường như là trải qua khá nhiều là công đoạn. Người nông dân ở khu vực là huyện Đắk Rờ Lấp của tỉnh Đắk Nông liệu rằng có phù hợp và nó có gặp những cái trở ngại gì khi mà thực hiện cái phương pháp chế biến ướt này hiện nay không ạ? Thứ nhất là ở đấy anh phải có nguồn nước tốt. Thứ hai là cái đầu tư một cái hệ thống để xử lý nước ô nhiễm. Từ cái nước ô nhiễm của nó chia thành 3 giai đoạn. Đấy, tức là thế này, anh bắt đầu anh đưa vào anh khi cái nước cái quá trình chế biến ấy, cả vỏ đưa sang đấy, xong bắt đầu đưa về một cái bể, hệ thống bể đấy, thì toàn bộ phần bã thì nó sau này sẽ đưa lên để nó có thể nghiền ra để có thể làm phân bón được. Còn bộ nước vào đấy bắt đầu cho một quá trình lên men, tức là bắt đầu người ta phải đưa vi sinh vào, thế dòng sục khí vào, xong đó cho lắng bùn xuống, bùn này sau này người ta lại phải vớt phơi khô đóng bánh để có thể là cũng làm phân bón được, xong tiếp sang một bể nữa gọi là tụ lại, keo tụ đấy, người ta phải đưa lại tiếp tục một cái hóa chất nữa để nó làm tụ xuống để cho nước nó trong. Thế xong bắt đầu mới đưa ra hệ thống, đưa ra môi trường. Nói chung đây là một công đoạn mà tốn kém để xử lý môi trường, để xây dựng được một cơ sở chế biến cà phê đi kèm với nó một thiết bị để xử lý môi trường là rất tốn kém. Đấy, cho nên tôi cho rằng là nếu như đã quyết tâm làm mà ở một cái địa bàn thuận lợi mà được đầu tư bài bản thì để cho giá trị gia tăng nó cao lên thì chắc là chế biến ướt tất nhiên là tốt hơn rồi. Chỉ có điều anh có giải quyết được cái bài toán hay không. Nhưng đối với miền núi thì tôi bao giờ cũng rất là e ngại cái vấn đề này, nguồn nước của nó. Sau này khi nó ô nhiễm, nước bắt đầu thấm xuống hệ thống nước ngập, nó là hỏng hết hệ thống, nhiều khi không có nước mà ăn. Vậy là chúng ta vẫn còn phụ thuộc qua khá nhiều vào điều kiện thổ nhưỡng khí hậu ở cái vùng đó đúng không ạ? Với cái phương pháp chế biến này. Thưa quý vị và các bạn, sơ chế cà phê ướt mang đến cho chúng ta cái cà phê hương vị thơm ngon, đạt chất lượng cao hơn hẳn so với chế biến cà phê khô. Với ưu điểm này mà nhiều người nông dân làm cà phê tại huyện Đắk Rờ Lấp của tỉnh Đắk Nông đang chuyển dần sang chế biến ướt. Tuy nhiên nếu mà nói đến sơ chế cà phê ướt thì phải kể đến là vùng trồng cà phê Arabica tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, nơi mà các phóng viên của chúng tôi đã mang về những cái hương vị cà phê trong chương trình nông thôn chuyển động ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng cần phải nói thêm là cà phê Arabica sau khi thu hái thì bắt buộc phải sơ chế ướt và phải sơ chế ngay thì mới giữ được chất lượng thơm ngon của mình. Thế nhưng, việc mở rộng diện tích trồng cà phê Arabica tại Mai Sơn dẫn tới việc là số lượng cơ sở sơ chế ướt tăng lên đang gây ra những cái hậu quả môi trường rất là nghiêm trọng. Cụ thể như thế nào? Hãy cùng các phóng viên của kênh VTC16 đến với vùng trồng cà phê này ngay sau đây. Một dây chuyền sơ chế cà phê ướt như thế này trị giá khoảng 60 triệu đồng. Những hạt cà phê sẽ được lọc rửa, tách vỏ, lên men và sau đó được rửa sạch. Quy trình này giúp hạt cà phê loại bỏ vị chua, đạt được chất lượng cao. Thế nhưng, phụ phẩm của quá trình sơ chế lại là một lượng lớn nước thải có màu đen và mùi rất khó chịu. Còn riêng về cái mùi của cái cà phê, của cái mùi cái cà phê này, mùi đặc trưng của nó, thì chúng tôi không thể tránh được. Bởi vì cái mùi này không cần phải là gì mà chỉ cần là máy này nó ra đủ mùi rồi, chứ chưa cần phải nói chuyện bẻ thối nọ kia. Trong chính vụ cà phê, mỗi hộ sơ chế có thể sơ chế từ 20 tới 50 tấn cà phê một ngày. Trong đó, mỗi tấn cà phê thải ra tầm 3 mét khối nước. Với tổng số khoảng 10 hộ sơ chế cà phê dọc theo xã Trường Mung, thì mỗi ngày toàn xã phải chịu từ 600 tới 1.500 mét khối nước thải do sơ chế cà phê. Con suối Băng Cơm là nơi hứng chịu gần như toàn bộ lượng nước thải này. Từ một con suối trong sạch, cung cấp nước sản xuất cho người dân xã Trường Mung, qua hai niên vụ cà phê, suối Băng Cơm đã chỉ còn là một màu đen ngòm và hôi thối. Trước đây thì cái hồ là cũng là một cái nguồn thu cho bản Hạ Hai, là giao cho các hộ gia đình để thả cá. Nhưng mà từ khi bị ô nhiễm cà phê thì cũng gọi là mất trắng ở nguồn thu, xong là ô nhiễm môi trường là càng ngày càng nặng nề lên. Đây là ruộng rau của gia đình ông Hà Văn Phanh.
Vào mùa cà phê, kéo dài từ khoảng tháng 9 tới tháng 1 năm sau, nước suối trở nên đen ngòm. Dù lo ngại về sức khỏe, nhưng ông Phanh cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng nguồn nước này để tưới rau. Chỉ có nước này thôi, rất là lo ngại. Bởi vì không biết lấy nước ở đâu nữa, chỉ lấy cái hồ này thôi. Nước thối này thôi. Đến khi nào đến tháng 1, tháng 2 thì nước này cạn thì nó mới hết thối. Không chỉ riêng xã Triềng Mung, các xã trồng cà phê khác của Mai Sơn cũng lâm vào tình trạng ô nhiễm do sơ chế cà phê. Những chiếc bể lắng như thế này chỉ là giải pháp tình thế để chứa nước thải từ việc sơ chế cà phê. Tuy nhiên, mùi hôi thối trong không khí vẫn phát tán. Tìm ra giải pháp triệt để cho hoạt động sơ chế cà phê Arabica đang là bài toán đau đầu của chính quyền huyện Mai Sơn. Các cơ sở sơ chế thì chủ yếu là sơ chế thủ công thôi. Mà thứ nhất là quy mô hộ đình từ những năm trước để lại. Đấy nên là cái điều kiện thứ nhất là người ta là chưa có đủ điều kiện để làm xây dựng các cái hệ thống nước thải. Đây cũng là một cái nguyên nhân cũng như là cái mà chưa có cơ sở mà đủ điều kiện về sơ chế cà phê gây ra cái ô nhiễm môi trường như vậy. Vâng, bên cạnh để có được một cái ly hương vị cà phê ngon, bên cạnh là cái công đoạn chăm sóc, thu hái, rồi sơ chế nữa thì có một cái câu chuyện ngày hôm nay đặt ra, đó chính là đối với những cái vùng mà người ta sơ chế cà phê ướt đó thì làm ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến môi trường khá là nhiều. Đời sống của bà con trong vùng thì cũng ảnh hưởng. Nhà báo nhận định như thế nào về cái tình trạng này hiện nay ạ? Đối với cà phê ướt ấy, giờ nó có một cái phương pháp nữa có thể thông minh hơn một chút, tức là nhưng mà sẽ đắt tiền thêm. Tức là anh phải nhập cái enzyme của nước ngoài về. Rồi quá trình bắt đầu anh tách cái phần thịt của quả ra để còn hạt ấy, thì cái phần đấy đưa enzyme vào ủ cùng với nó. Thì lúc đó anh sử dụng cái phần nước khi bắt đầu thải ra thì tương đối sạch và xử lý sẽ ít. Nhưng mà chỉ có điều là cái enzyme đấy chúng ta lại phải nhập. Đấy, cho nên là việc nó cuối cùng đi nữa nó vẫn phải lại quay về vấn đề giá thành. Nếu giá cà phê tăng lên như trước đây khoảng 100.000 một ký chẳng hạn đấy, thế thì có thể sẵn sàng dám đầu tư. Nhưng bây giờ trong mấy năm nay nó cứ đao liên tục, nó xuống còn 50, trên 50 một chút thì là sợ đầu tư vào thì nó giá trị gia tăng nó không tương thích được. Chứ còn thực ra các phương pháp công nghệ có rất nhiều phương pháp hay có thể bảo đảm được là thân thiện môi trường và chất lượng cà phê cao, nhưng chỉ có một điều kiện, giá thành sẽ tăng lên. Đấy, giá thành tăng lên, nếu giá bán tăng thì người dân sẵn sàng đầu tư, nhưng không tăng thì buộc phải dùng đến một cái giải pháp thế này. Nếu anh sản xuất nhỏ lẻ thì tôi cũng phải nói thật với anh là này, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ là xả thẳng môi trường luôn đấy, chứ không có bể lắng, bể lọc rồi đưa keo tụ vào rồi đưa cái hệ thống ủ lên men rồi đưa vi sinh rồi bơm khí vào đâu để cho cái quá trình nitrat và cái quá trình sunfua nó sunfua hóa đi để nó trở thành cái chất nó rất là dễ hòa tan. Chứ đến lúc đó là ở đấy là cái hàm lượng oxy hòa tan nó sẽ rất thấp, rất là nó sẽ ảnh hưởng đến vi sinh vật và ô nhiễm nguồn nước cũng như hệ sinh thái toàn vùng đó nó hỏng. Đấy. Nếu như mà cái bài toán về nước thải ô nhiễm như là nhà báo Trịnh Bá Ninh chia sẻ là có thể dùng cái enzyme nhập ở nước ngoài để xử lý, thì qua cái quá trình sơ chế ướt thì nhiều bà con cũng cho biết là còn ảnh hưởng bởi cái mùi, cái khí nó thải ra nữa. Đúng. Vậy thì nó dẫn đến những cái hệ lụy gì và làm sao để khắc phục cái vấn đề ô nhiễm này ạ? Về cái này, cái hệ lụy của nó thì chắc chắn là cái độ pH nó thấp xuống, tức là cái đất nó sẽ bị chua, toàn bộ vùng đất nó bị chua. Thế là một, hai nữa ở đấy nó sẽ rất nhiều cái tồn dư của khí độc vị NO3, SO2 đấy, tức là những cái chất mà nó rất là khó hòa tan. Sơn La tôi nhớ 2 năm về trước là năm 2016 là đã thấy rất khó khăn. Và 2 năm trở lại đây tôi cho rằng tôi thấy là kể cả Điện Biên và Sơn La ngay từ đầu vụ chế biến cà phê đã phải gửi một cảnh báo, yêu cầu phải kiểm soát thật chặt chẽ, tránh ô nhiễm nguồn nước, bởi vì cái bạc Sơn La là một bài học rất là nhãn tiền rồi. Và cái này thì tôi cũng phải nói luôn với anh là đánh giá được cái tầm quan trọng của nó, và Viện Môi trường Nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp ấy, sau khi gọi là nhờ cậy các chuyên gia của FAO thì FAO có tài trợ cho chương trình để xử lý cái hệ thống Sơn La. Và về công nghệ cho đến giờ này thì khẳng định với anh rằng Viện Môi trường có thể làm chủ được hoàn toàn công nghệ này, chỉ có điều cái giá của nó có thể chấp nhận đấy không, và tất cả bà con mình có tuân thủ đúng quy trình hay không. Nếu như mà hồi nãy nhà báo Trịnh Bá Ninh có nói là chúng ta cần phải đầu tư cái trang thiết bị, cần phải có những cái nhà máy chế biến xử lý cà phê như thế nào cho đủ tiêu chuẩn để tránh cái tình trạng ô nhiễm môi trường, vậy thì người nông dân của chúng ta khi mà muốn sơ chế cà phê thì phải đẩy những cái cà phê này vào những cái nhà máy chế biến, vì liệu rằng là người nông dân của chúng ta có đứng trước cái nguy cơ là sẽ bị ép giá hay không? Không, bây giờ thế này, làm sao ở cái vùng đấy, nếu mà vùng tập trung thì xây nhà máy. Nhưng mà tôi nhớ là 2 năm trước là Bộ đã có khuyến cáo là trong phạm vi từ năm 2020 đến năm 2030 là không xây những cơ sở chế biến cà phê tập trung lớn nữa. Đấy, thế như vậy là thế này, ở những cụm mà
mà có thể chế biến được ấy, thì phải khả năng phải sử dụng hết công suất của cái vùng đấy. Còn nếu không thì các hộ gia đình khi mà hợp nhau lại để làm thì nó lúc đó thì mới xử lý thì nó mới kinh tế. Còn mạnh ai người đấy làm, hoặc là cả một cái 10 nhà mà làm một cái diện tích rất nhỏ mà anh làm thì thông thường không có đầu tư, nó giá thành cao quá. Thế này buộc phải xử lý thẳng ra môi trường. Thực ra cái này nó không khó khăn lắm, chỉ có điều là khi anh thiết kế thì phải theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và cái quy trình vận hành của nó. Vùng phát triển nguyên liệu đến đâu thì cơ sở chế biến tương thích với nó. Đấy. Và cơ sở tương thích với nó đi kèm với nó thì công nghệ dứt khoát là nó thay đổi hàng ngày. Và anh nếu anh đã đầu tư thì phải chấp nhận đầu tư ngay từ ban đầu một công nghệ tương đối hiện đại để sau này anh đỡ phải vá. Nếu không anh cứ vá mãi nó không đồng bộ, và không đồng bộ thì đến lúc cuối cùng nó cũng không ra sản phẩm mà anh ưng ý được. Vâng ạ, và hy vọng là trong một thời gian tới đây nữa thì để có được những cái ly cà phê thơm ngon như thế này thì vùng Mai Châu Sơn La sẽ sớm đưa ra được những cái giải pháp hữu hiệu hơn cho công việc chế biến cà phê hiện nay. Bởi trồng và sơ chế cà phê Arabica là sinh kế chính của người dân ở huyện Mai Sơn của tỉnh Sơn La. Và trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng tìm ra giải pháp lâu dài để bảo vệ môi trường do chất thải của hoạt động này thì một số hộ sơ chế đã có những cách làm riêng để giữ gìn môi trường xung quanh khu vực sản xuất của mình. Và trước khi kết thúc phần tiêu điểm ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu câu chuyện được phóng viên của kênh VTC16 ghi nhận tại cơ sở chế biến của một lão nông trồng cà phê tại xã Chiềm Mung của huyện Mai Sơn. Gia đình ông Phạm Văn Khới là một trong những hộ sơ chế cà phê lớn tại xã Chiềm Mung. Trung bình mỗi ngày, cơ sở của ông sơ chế khoảng 50 tấn cà phê, thải ra khoảng hơn 150 mét khối nước thải. Trong một vụ cà phê kéo dài hơn 5 tháng, lượng nước thải ra là vô cùng lớn, kèm theo mùi hôi thối. Thấy mùi bà con kêu quá thì gia đình chúng tôi bảo vậy thì nếu mà đây là xả trong vườn nhà mình mà bà con kêu này thì mình phải đưa đi xa một tí. Đưa đi xa một tí thì cái lượng sản xuất càng ngày càng lớn. Cho nên bây giờ áp dụng bằng cách nào đấy để cho cái mùi đặc trưng của cà phê này để mà những người ta ở xung quanh người ta cảm thấy không khó chịu. Gia đình ông Thới đào hai bể chứa với dung tích mỗi bể khoảng 1.000 mét khối nước. Hệ thống ống sẽ dẫn nước từ các máy sơ chế xả trực tiếp vào bể. Để xử lý mùi hôi, ông Thới rắc vôi bột đều đặn hàng ngày lên bề mặt nước. Mỗi tháng, nước trong bể được múc ra và tận dụng để làm phân ủ. Với phương pháp này, hai bể chứa có thể tích trữ đủ lượng nước thải trong suốt mùa cà phê của gia đình ông. Cái nước này thì sau này nó sẽ nắng và nó rút vào trong lòng đất một ít thì bốc hơi đi. Và chúng tôi sau này sẽ lấy gầu múc về múc, lại bỏ lên trên và lại tiếp tục ủ. Đưa vào cô đặc lại xong bắt đầu là phơi ra cho nó hết nước đi. Xong bắt đầu là ta lại cho men vào bột và ta ủ lại thì nó lại trở thành phân. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế để ông Khới hạn chế sự ô nhiễm nguồn nước. Còn mùi khó chịu xung quanh khu vực sơ chế vẫn chưa dứt điểm. Phương pháp này cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà không phải hộ sơ chế nào cũng có thể áp dụng. Chúng tôi cũng đã cho một số các cái hộ sơ chế cà phê xuống để học hỏi kinh nghiệm ở chỗ nhà ông Khới. Nhưng tuy nhiên cũng có hộ họ cũng chưa đủ điều kiện để mà làm được như nhà ông Khới vì cái quỹ đất của họ là ít, đấy, hạn chế. Đấy, và cái lượng cà phê sơ chế tại họ thì tại hộ gia đình đấy thì cũng nhiều. Theo quy hoạch của tỉnh Sơn La, đến năm 2020, diện tích cà phê toàn tỉnh sẽ đạt 13.000 ha. Nếu không sớm có giải pháp xử lý triệt để sự ô nhiễm nguồn nước và không khí, thì hiệu quả kinh tế mà cây cà phê Arabica mang lại chắc chắn sẽ không thể bù đắp cho những thiệt hại về môi trường tại đây.